Đậu đen bà con ơi, đậu đen nó rất tốt cho sức khỏe chẳng phải không? Nhưng mà có những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn đậu đen. Ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Cho nên ta vui lòng đừng ăn. Ăn vào thì nó không có tốt gì cho sức khỏe cả, mà nó xấu đi, càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người mắc bệnh viêm dạ dày, người bị đại tràng đi ngoài phân lỏng, tiêu hóa kém, người 65 tuổi trở lên, trẻ em 10 tuổi trở xuống, đầy bụng, đau bụng, thể trạng yếu, cơ sở hàn lạnh, đang dùng thuốc suy tim. Cho nên vui lòng đừng ăn đậu đen, mặc dù nó tốt, mà những người đó ăn vào thì bệnh càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi là người bị viêm dạ dày, đại tràng đi ngoài phân lỏng, tiêu hóa kém, người 65 tuổi trở lên, trẻ em 10 tuổi trở xuống, đầy bụng, đau bụng, thể trạng yếu, cơ thể hàn lạnh, đang dùng thuốc suy tim. Đậu đen nó tốt, thật tốt cho sức khỏe là nó gì? Bổ thận, nó làm cho đẹp da, tiêu hóa tốt, hỗ trợ về bài tiết thanh nhiệt, nó giải độc. Nhưng mà không phải tốt ăn bao nhiêu cũng được, chúng ta ăn chỉ 2 ly một ngày, 1 ly 250 gram, ăn quá nửa lít không bỏ đường, nên uống 6 ngày thì nghỉ 1 ngày. Đó, bà con thấy nó vậy thì nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào nào nào.